Đây rồi các bác ơi, một chiếc xe gầm cao 7 chỗ ngồi, cực kỳ là rộng rãi để cho các bác đi Tết đây này. Chiếc xe này em đã rút hồ sơ rồi các bác nhé, nên các bác có thể ra tên trước Tết đây này. Một chiếc xe mà sản xuất đời 2018, có trang bị khá nhiều những công nghệ và chức năng. Đặc biệt đây là một chiếc xe nằm trong phân khúc 7 chỗ ngồi, vô cùng là rộng rãi và cực kỳ là tiện dụng để đi gia đình đây. Đầu tiên anh chị sẽ nhận thấy được là bộ na răng đến 19 inch và một dàn lốp mới cứng mà chủ nhân mới trang bị. Đặc biệt thì em giới thiệu luôn thì đây là một chiếc xe là một chủ chạy từ đầu các bác nhé. Giá tiền là trên 5 đồng cho các bác sử dụng mùa đi Tết này. Bốn lốp này vừa mới thay xong. Xe lăn bánh có hơn 8 vạn km thôi các bác nhé. Đời 2018 này. Các bác nhìn này, bộ ghế da còn mới cứng cựa luôn các bác nhé. Bác nào mà thích xe đẹp, mà thích xe zin và thích xe chuẩn thì các bác không thể nào mà không follow cái kênh TikTok của Công được các bác ạ. Vâng, TikTok của Công là một cái kênh bán hàng uy tín mà được nhiều khách hàng đặt niềm tin và tin tưởng này. Một chiếc xe một chủ từ đầu mà bên Công vừa mới lăn bánh về bên showroom xong và vừa mới dọn rửa sạch sẽ để có thể phục vụ quý anh chị. Chiếc xe này thì zin nguyên 100% luôn anh chị nhé. Đây, trời tối nhưng mà quay chi tiết cho anh chị nhìn cái chiếc xe nó đẹp đến mức độ như thế nào đây. Vâng, được cái là chiếc xe này về là anh chị lăn bánh luôn này, không phải làm một cái gì này. Một chiếc xe 7 chỗ Kia Sorento đời 2018 phiên bản máy xăng 2.4, cực kỳ là rộng rãi và vô cùng là mạnh mẽ anh chị nhé. Thì ta nhận thấy được là camera này, lùi này và tất cả các chức năng của xe là hoạt động rất là tốt luôn. Anh chị nhìn cái khoang cốp này, đấy nó có rộng không ạ? Rộng không ạ? Thì thực ra thì bây giờ anh chị mua cái chiếc xe này thì với tầm tiền đó là trên 500 triệu đồng thì quá là hợp lý luôn. Quá là hợp lý luôn và chiếc xe này nó rất là đẹp luôn anh chị nhé. Một chủ chạy từ đầu zin nguyên 100% luôn. Khẳng định là nếu như anh chị đang tìm Sorento thì đây là một chiếc xe mà nó đẹp xuất sắc luôn. Đẹp không có điểm chê luôn anh chị nhé. Đây này, bốn quả lốp là lốp Michelin đi rất là êm và cực kỳ là chắc chắn. Chứ quả lốp, một dàn lốp này chủ nhân vừa thay gần 20 triệu xong. Bộ ghế da mới xịn sò này các bác này. Đấy, thì đối với Kia Sorento thì nó ngoài khả năng vận hành tốt, bền bỉ và vô cùng là lành tính thì nó lại thêm cái chức năng đó là rộng rãi chị này, có ghế điện trang bị ở hàng ghế lái này. Đấy, đời sản xuất là 2018 này, một đời rất là cao luôn mà giá tiền chỉ có hơn 500 triệu đồng thôi. Vô lăng được tích hợp nhiều bàn phím chức năng, có nghe gọi rảnh tay, đặc biệt đó là Cruise Control DK tự động. Bản thân chiếc xe cũng được tích hợp chế độ lái Eco, có nghĩa là tiết kiệm nhiên liệu anh chị nhé. Anh chị nhìn chiếc xe có yêu không? Màn hình cam lùi đầy đủ này. Phải nói đây là một chiếc xe mà quá là đẹp luôn. Anh chị mà nhìn cái chiếc xe này của em thì mê luôn anh chị ạ. Mê luôn nhá. Nắp mở bình xăng này, gương ngập điện tự động này, các phím hai kính auto này. Phải nói rằng đây chiếc xe mà đẹp xuất sắc, mới về thôi nhìn nó yêu luôn các bác ạ. Bậc bệ lên xuống đầy đủ luôn. Một nước sơn đen bóng mượt luôn, đèn bi này. Đấy, các bác nhìn quả đèn bi nó sáng không? Và các bác nhìn thấy được là tổng thể mặt ca lăng của xe có đẹp không ạ? Cảm biến trang bị trước sau đầy đủ này. Đấy, và bây giờ phần máy thì các bác yên tâm đi. Đối với những chiếc xe mà bên Công bán ra thì máy cam kết là zin tuyệt đối luôn nhé. Đây các bác nhìn này, từ những con ốc nó còn sáng còn đẹp như thế này đây. Và máy thì zin tuyệt đối. Bác nào mà đến đây mà chê chiếc xe này là em báo công an luôn các bác nhé. Vâng, chê là báo công an. Và chiếc xe này mà lỗi là đùn xuống sông không bán nữa. Đấy, nếu như các bác mà đến đây mà em tả sai một câu thôi, vả em rơi hết cả răng nè các bác nhé. Đấy, các bác thấy là tất cả là uy tín các bác nhé. Uy tín là hàng đầu, uy tín là chất lượng các bác, làm nên uy tín. Và anh chị nhìn này, máy zin tuyệt đối luôn. Với khối động cơ đó là 2.4 thì anh chị sẽ thấy được là đây là một chiếc xe 7 chỗ ngồi cực kỳ là mạnh mẽ và vô cùng là rộng rãi luôn. Đi gia đình thì tuyệt vời. Và đến với showroom Vua Gầm Cao của Công thì anh chị sẽ đến với những sản phẩm vô cùng là chất lượng, 7 chỗ ngồi rộng rãi cho gia đình. Vâng, số hotline của Công không thay đổi nhé anh chị nhé. Và chiếc xe này thì Công bán là 560 củ khoa. Những chị nào mà cần giá tốt hơn thì trực tiếp liên hệ với Công đi, Công sẽ cho anh chị giá tốt nhé. Hồ sơ đang rút và sang tuần nó có thể sang tên được cho anh chị. Một dòng xe 7 chỗ ngồi cực kỳ là rộng rãi và vô cùng là lành tính. Và động cơ thì 2.4 vô cùng là mạnh mẽ với mức tiêu nhiên liệu dưới 10 lít trên 100 km thôi anh chị nhé. Và đời là đời 2018, nó là đời rất cao. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Và nếu anh chị cần chiếc xe này và cần thông tin chi tiết, alo ngay cho em đi. Alo ngay và luôn nhé các bác nhé. Vâng, xin chân thành cảm ơn.